xương màu xanh. Nó nhây múa cho, nó nhây múa cho. Chưa còn trắng. Cỡ nào cũng hello, trắng yeah, yeah. Xin lỗi Lộc Nha, xin lỗi anh trai, xin lỗi anh trai. Anh Ngọc có em đó hả? 7 cục xương màu cam. Trời ơi, dễ quá trời luôn à. Trời ơi, bé này sao lại xương to à? Bé này mấy vậy á? Thưa quý vị thân mến, đây là cơ hội cuối cùng dành cho Mai Phương Thúy và những người bạn. Đây là trò chơi hên xui mê rủi. Đội chúng ta đang rất là hên, đội mình đang rất là su cà na. Thế nó thắng bằng thực lực thôi, đâu phải là hên đâu. Đang thắng bằng thực lực luôn hả? Bé công nhận mình thắng bằng thực lực luôn. Bây giờ trò chơi này sẽ chơi xen kẽ, từng người trong từng đội sẽ bắt đầu bóc. Đến khi nào mà đội nào có 3 thành viên thua thì đội đó thua, còn lại chiến thắng. Cái này không cần phải dùng trí tuệ gì cả. Đúng rồi. Nếu mà không cần trí tuệ thì em không cần phải lo Ngân à. Đúng vậy. Cái búa này là để làm gì? Để tất cả cùng đánh vào cái người nào bị chó cắn. Ồ, em thì quá quen thuộc với chó. Bởi vì từ nhỏ lớn bị chó cắn mười mấy lần rồi. Ai là người đầu tiên? Kèo thơm nha. Em, anh Luật. Anh Luật hả? Chọn một lá. Lật lên. Ủa? Chán thiệt. Ủa gì bốc lá nữa hả? Làm như dằn vậy, chán ghê á. Hai cục xương màu vàng. Gừ rồi đó, nó gừ rồi đó. Sao? Nó nói chuyện luôn à? Cắn đưa nó cái vô nó cắn rồi sao? Anh hiểu tiếng chó luôn à anh nha. Rồi, tiếng cục mấy. À, cắn khách mời, ok ok. Rồi, hai con. Hai cục xương màu vàng bỏ đây. Em phía trước, bóng phía trước, bóng phía trước. Đúng rồi. Tiếng hết đâu. Tới màu cam. Coi chừng á chị, cố lên. Ba cục xương màu vàng. Ủa? Hết màu vàng rồi. Con. Lựa ba cục đi ạ. Đen thật. Thua rồi, em thua rồi. Quýnh hả? Quýnh hả? Sao mày quýnh được bạn thế vậy? Không nở, tại Hoa Hậu quá. Chứ gặp em là nãy giờ quýnh xấu xả rồi. Đi đó, tới bên đây. Ừ, nè, nè, nè. Ba cục xương màu xanh. Ba cục xương màu xanh. Nó nhây múa cho, nó nhây múa cho. Dễ gì mà nó một cục xương màu xanh đó mà. Rồi làm anh vinh vô một cục xương màu trắng quá dễ gần xin tôi bóc liền xương màu trắng bóc liền đó hết rồi. La Villa Villa qua qua kiếm mối nè. Trời ơi, trắng 11, 12. Chó ghét em lắm. Tại em hay chọc chó. Linh thứ 12, chị già bị chó cắn nè. Năm vị là dạ. Thích chọc chó cho nên là chồng em cũng lấy thôi quá. Chó. Cố lên, sao mình em đen vậy? Một cục xương màu trắng. Trời, làm sao có chuyện một cục mà nó cắn được đúng không con trai? Chị nhanh lên đi, thôi lâu quá nó cắn. Tới tôi nè, trời ơi, chết rồi, nãy giờ nó gừ hoài rồi. Ba cục
xương màu trắng. Cỡ nào cũng dễ lắm. Xin lỗi Lộc Gia, xin lỗi anh trai, xin lỗi anh trai. Tới ai? Mới đi chích về. Mới đi chích về. Ơi, một triệu vàng. Lẽ nào một cục mà vẫn bị cắt. Tới đây rồi, Thúy Ngân. Thúy Ngân. Đây, La Ngọc. Chống lại. Bảy cục xương màu cam. Một cục xương màu trắng. Hey. Một cục xương màu trắng. Trời ơi, vui thế mà. Thúy Ngân. Trời ơi, xương màu đỏ. Đỏ dễ quá trời luôn à. Vinh. Tới em đi. Không. Ok, nhường em luôn. Ok, tới em Vinh đi. Không, nhường em luôn. Tới em, anh ơi. Tới rồi kìa. Một cục xương màu xanh. Không, nó phải mấy lần đó. Tới em. Giờ bị bình thường nè. Hai cục màu trắng. Làm sao mà có chuyện nó cắn hai lần được. Hỏi hù anh ơi. Vâng quá được. Hay quá vậy. Không cắn chị luôn. Đây này. Đây kìa. Có anh mà. Đây. Một cục xương màu vàng. Cái gì vậy? Ủa sao con bỏ vô lại vậy? Bạn Ngân. Bạn Ngân hiểu gì rồi, cứ cản tôi nè, lấy ra nè. Hai con màu xanh, hai cục màu xanh. Hai cục màu xanh. Bảy cục xương màu cam. Trời ơi, dễ quá trời luôn mà. Trời ơi, bé này sao vậy? Sao có bé kia phải gì á? Một người đầu tiên bị hai lần đó là Lan Ngọc. Ba lần luôn hả? Ba lần. Nhưng mà cái này chỉ là game nhỏ để chơi cho vui thôi. Đội chúng ta có thua thì đội chúng ta vẫn thắng toàn tập. Chứ như kiểu là người ta nâng mình lên một chút, không phải dìm mình xuống sâu hơn. Đúng vậy, thì bây giờ là trong thời gian mà gọi là để cho nguôi ngoai nỗi đau, thì chúng tôi sẽ mời tất cả mọi người cùng Mai Phương Thúy sẽ đến với một cái phần hệ thống villa của gia đình Bảy Độ, để xem ngày hôm nay gia đình này có chuyện gì xảy ra.